Và cú ném không tốt của Anthony Tucker sẽ mở ra cơ hội tấn công cho Saigon Heat. Một cơ hội phát xuống dành cho Trevon Hughes, dứt điểm ở cái ly trung bình rất tốt. Một cú dứt điểm này đến từ số 1. Trung phong số 8 bên phía đối phương, nhưng đây là Trevon Hughes. Tuyệt vời với cú đá ba tầm cầu cho đội chủ nhà. Trevon Hughes một tình huống crossover rất hay và pha lên bóng số 1 bên phía Saigon Heat. Đây là tình huống lên rổ của tấn công của Trevon Hughes rất tốt. Cú lên rổ tuyệt vời tìm kiếm sự hỗ trợ của đồng đội, đường truyền dành cho Bernatowski rất tốt, một cú crossover và tình huống lên rổ tuyệt vời của số 13. Bernatowski chưa hề dứt điểm, Kyle Barron có thể bắn ba và đây là pha bắn ba của Kyle. Sau những bất ngờ tuyệt vời đó là pha cản thêm rất tốt của Diaco và đây là Sang Đình. Sang Đình quá đáng tiếc cho Saigon Heat. Đó là một động tác spin move phải nói là rất hay và mượt mà của Sang Đình. Bóng được trả lại cho Justin Young, tình huống block tốt của đối phương. Đó là cơ hội đối thủ dành cho Paul Ramirez. Trevor Hill cách biệt là 3 điểm và đây là tình huống lên bóng của đội chủ nhà. 2 điểm rất hay của Trevor Hill. Còn lại đến 13 giây cho đội bóng này của Saigon Heat bắn 3 đến và Trevor Hill. Cú ném của Trevor Hill. Nick McKinney đã không thể bị ngăn cản nhưng đây là lời đáp trả đối với Trevor Hill. Rất đậm thép 50-52 vẫn là Trevor Hill. Sự có mặt của Syria sẽ gia tăng khả năng bắn ba. Nhưng vừa rồi thì đã có một người khác làm tốt nhiệm vụ của mình. Lewandowski đường truyền dành cho Justin Young. Kyle Barron. Bernatowski từ Trevor Hill vượt qua đi Watkins. Diaco cú block đến từ Watkins, tiếp tục là Diaco. Đội xử lý tốt của Bernatowski, cơ hội không được, bóng câu đó là Justin Young và bóng đã chui vào đội của một cặp lập bè. Đến từ Macau Cherbelli. Trevor Hill cú ném vào cự ly trung bình rất chuẩn xác. 2 điểm tiếp theo dành cho Trevor Hill. Đó là bóng của mặt cặp Laka nhưng vừa đó là cú ném không thành công. Watkins không thể đi đâu, cơ hội gì chúng ta. Trevor Hill rất mạnh mẽ với lực lên rổ tốt. 2 điểm nữa dành cho Saigon Heat 80-82. Ali Hauyu và đây là tình huống phát đi đến từ Đinh Thanh Sang. Cơ hội đến đến 3 không thành công và Trevor Hill thì vào tốt. Và là bóng dành cho Saigon Heat. Trevor Hill rất nhanh, McKinney trước ngã và để người vào rổ của Saigon Heat. Lòng thức thang đang thiệt tốt. Trevor Hill rất nhanh, phải di chuyển cực kỳ kỹ thuật. Nordowski cố gắng xâm nhập bán rổ của đối phương và đó là tình huống thoát đi đến từ Zostek. Một tình huống như vậy là foul out dành cho Watkins. Quá nhiều thuận lợi dành cho Saigon Heat trong khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu này. Tình huống chuyền bóng và dứt điểm của Giao Lưu không thành công. Chiến thắng dành cho Saigon Heat.